mà chúng ta sẽ học học tiếp cái bài vào hôm trước. Cái bài hôm nay là cái bài tôi định là hôm nay là bài số 3 đúng không? Thì tôi dự kiến cái bài số 3 chính là cái bài này, là cái bài nó về lệnh, cái lệnh là for và while. Cái lệnh là for while là những lệnh tối thiểu của bất cứ một cái lập trình nào, cho nó rất là đơn giản. Thì tôi nói luôn cái cú pháp của hai lệnh này nhé. Thì cái lệnh for là cái lệnh lặp mà chúng ta phải hình dung là cái lệnh lặp mà là với số bước là hữu hạn hay là số bước đã biết trước là for nhé. Thì cái cú pháp lệnh for là nó như thế này, là chúng ta có một lệnh for, sau đó là một cái biến, có thể y hay k gì đó, một cái biến. Tôi dùng một cái biến như này nhé, sau đó in, xong là cái range, cái vùng. Range là ký hiệu là mô tả một cái vùng nào đó. Ví dụ như tôi viết là n như này. Đấy, xong là hai chấm xuống dòng, sau là thuật vào và các lệnh lặp. Thế là chúng ta vào thuật vào nhé, thuật vào và các lệnh thuật vào là thẳng hàng. Thế thì chương trình là như sau. Nó cho cái biến thế này là chạy trên cái vùng range này. Nếu mà nó là n thì là cái vùng range này là gì? Là cái vùng range này là từ 0 cho đến n trừ 1. Thì lệnh for là như vậy. Thế thì trước khi mà chưa đi, ví dụ tôi nói thêm một chút về về cái range. Đấy, thì chúng ta sẽ biết sau này là cái range này nó chính là một cái hàm, nên là một cái hàm của Python. Nhưng mà đến giờ phút này chúng ta chưa học hàm, cho nên chúng ta hiểu range là một cái vùng, giá trị, giá trị nguyên như sau nhé. Nếu mà là range của n thì vùng đó là vùng từ 0, 1, 2 cho đến n trừ 1. Chúng ta có thể chỉ ra một cái vùng nó rõ hơn, ví dụ như là range của k n thì là ta chạy từ k trở đi, k k cộng 1 cho đến n trừ 1 đó. Còn tổng quát hơn nữa là chúng ta chỉ ra một cái range k n, sau đó là một cái biến chạy g nào đó nữa. Thì cái bên gì là nó là cái bước nhảy, nó sẽ là k k cộng g k cộng 2g, và nó dừng lại ở trước n, nó dừng lại ở cái vị trí trước n. Đấy, ý tức là cái như vậy là cái hàm mà cơ thể là nó có thể có nhiều cách để nó mô tả cái của trai. Có bao nhiêu, một số người chưa vào à? Đúng, ok rồi nhé. Đấy, nhưng mà nó là cái này. Bây giờ chúng ta có một vài ví dụ để chúng ta làm nhé, để cho để minh họa cho cái range này. Đây, ví dụ như là tôi muốn in ra tất cả các số nhỏ hơn 1.000, nhỏ hơn 1.000 và chia cho 5 nhé. Tôi làm như sau. Đây, tôi làm cái bài này, in ra bài đơn giản là in ra số ngày mình mới vào, in ra tất cả các số nguyên nhỏ hơn 1.000 trên 5. Ví dụ như vậy mà rất đơn giản như sau. Chúng ta dùng lệnh for y in lên một hàm như này. Đấy, có hai chấm xuống dòng, đó chúng ta kiểm tra if y mà chia hết cho 5 này. Đấy, in đây. Là cái y và cái hàng ngang cho nó lại này, này và hàng ngang là như thế này.
lệnh in đi đó, mà chúng ta bên đây có lệnh if là cái lệnh chạy cho cái vòng là for này, if y số dư y cho 5 bằng 0 là y cho 5 đó, thì chúng ta enter lại như thế. Tất cả các cái số chia cho 5 mà nhỏ hơn 1000 tính từ 0 trở đi đó. Thì dùng cái hàm range này chúng ta có thể làm vào khá nhiều bài tập khác nhau. Ví dụ lấy ví dụ một bài tập khác nhé, ví dụ bài tập khác như này là cho dãy số, cho dãy số như trong 4 7 10 cách nhau cấu trúc cách nhau mà cách số số trước là 3 đúng không? Bây giờ cần phải làm như sau, bài tập như sau. Bây giờ đếm số của dãy trên nhỏ hơn 70. Bài tập này là cho học sinh nha, tiểu học cũng thể hiểu cái bài tập này, có thể làm bài tập này hay nào học sinh cấp 2. Mình chỉ biết là kết thúc là như nào, nhưng mà đầu bài cần đếm hoặc là tính tổng cũng được, đếm hoặc là tính tổng nhé. Bên đây là bài tính đếm, bài khác là có thể tính tổng tất cả, đếm tất cả các số của dãy này từ 4 nhưng mà nhỏ hơn 70 thì làm như thế nào. Đây, làm như sau nhé, chúng ta là áp dụng cái hàm range thôi. Chúng ta làm cái biến c, biến này biến đếm, chúng ta đặt bằng 0 for a in range bắt đầu từ 4 đúng không, và nhỏ hơn 70 và cách nhau là 3. Đấy, là cái này đây, vấn đề là cái hàm range như này, tức là đây là cái dãy số của cái dãy trên này là bắt đầu từ 4 này và nhỏ hơn 70 và từ bước 1 bước đi của nó là 3 và đếm thôi đúng không? Đếm này à, mỗi lần mỗi ca như vậy tôi c bằng c cộng 1 đấy. Đấy. Và đó ra cái c bao nhiêu, c nó bằng 22. Thì ra là trong cái dãy này là có 22 số nhỏ hơn 70. Thì chúng ta hoàn toàn dùng cái áp dụng công thức range ở đây. Đúng không? Range. Đấy. Tổng quát thì là cái nếu mà công thức tổng cái mô hình tổng quát thì hàm range nó có 3 tham số. Tham số thứ nhất là tham số start là vị trí bắt đầu. Tham số thứ hai là tham số là stop là vị trí kết thúc. Như vậy là cái dãy này nó phải kết thúc trước stop, và cái tham số thứ ba là step. Thì đây chính là cái cú pháp của cái lệnh range nhé. Sau này chúng ta sẽ hiểu hơn về sau. Ta sẽ hiểu hơn về cái range này, nhưng mà tại giây phút này thì range nó là một cái dãy các số nguyên bắt đầu từ start, kết thúc và các bước đi là step và kết thúc trước stop. Được chưa? Thì đây là cái cách mà trong Pascal nó hoàn toàn nó có cái lệnh là for i bằng i to i step, nhưng nó hình như vậy, hình như là trong C cũng có và trong Pascal cũng có đúng không? Thì ở trong thế này cũng có. Thì một cái ví dụ nữa mà chúng ta có thể dùng cái này để chúng ta mô tả cái vòng lọc lùi chúng ta cho cái chỉ số này là -1. Ví dụ nhé, tôi muốn in ra như sau này, cũng như vậy lùi thì ta nó sẽ lùi như sau, lùi thì như sau, lùi thì nó là cái nếu mà lùi nhé thì nó là cái range bắt đầu bằng n về đâu, lùi về trước cái số y nào đó đúng không, mà vào với cái step là g từ step -1 là cái lùi lùi từ n chưa là lùi cho đến trước 0 chẳng hạn, thì này là n lùi từ n xuống 1 đến 1 và cứ bước đi là cái bước lọc của nó là -1 đó, lấy ví dụ như vậy. Được chưa? Được chưa? Đó thì đó là cái ví dụ nhé. Bây giờ tôi muốn tính lùi tôi cho n bằng 200 đi.
liệt kê lùi thì n đến một trên chuẩn một thôi, mà tôi in ra tất cả các số trước cho sáu rồi nhất là o này, o y in ven bắt đầu từ n là không là trừ một, nhưng mà đây là lùi nhé, n về 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 trước không, không nó vẫn đóng vai trò stop đấy, nên là không, nhưng thì nên phải nhận là lùi bước đi của nó là trừ một, như vậy là lùi về một, lùi về một, và tôi in ra các câu chữ cho sáu, y cho sáu bằng không, thì in ra y n bằng, như vậy là nó lùi về, thì cái số cuối cùng của nó là chính là số 6, còn nhỏ hơn 6 thì là không chết cho 6. À, thì đây là một ví dụ nữa của cái lệnh khi mà n khi mà cái biến cái tham số step bằng bằng trừ một hay bằng trừ, thì nó là cái lệnh for lùi ở trong Pascal, nó là down to, đúng không? Đó là bên là for y bằng thì đó tu, bên là down tu nhé, nó đi ngược trở lại này cho ta rất là dễ hiểu. Thì nói thêm một chút về lệnh for, thì lệnh đây là lệnh lặp bình thường thôi, nhưng mà nó có hai, chúng ta chú ý nó có hai cái hai cái cái từ khóa rất quan trọng đi với lệnh lặp for cũng như là while thôi, đó là cái từ khóa break và từ khóa continue. Còn hai cái từ khóa quan trọng là từ khóa là break. Hai cái từ khóa này nó đi với các lệnh là lặp và continue. Thì lệnh này là gì? Lệnh này làm là trong lệnh lặp thì là nó lập tức gặp này nó dừng dừng toàn bộ, dừng toàn bộ lệnh lặp for, dừng lại và thoát ra khỏi lệnh for luôn. Còn continue thì không phải dừng, continue là nó lập tức là quay lại vòng lặp tiếp theo, nó không đi tiếp một phần sau nữa, vòng lặp tiếp theo. Khi chúng ta làm một cái lệnh lặp nào đó, thì lấy ví dụ như for này, for i in ren, nghe này, nha. Chúng ta có như lệnh lệnh một, lệnh hai, lệnh ba, xong có lệnh continue ở đây. Thế các bạn này, lệnh này thì nó sẽ không chạy tiếp phần này nữa, nó quay thẳng, quay lưu tiếp quay ở đây để chuyển sang vòng lặp tiếp theo. Đấy. Còn nếu mà có lệnh break ở đây, thì lập tức là thoát ra khỏi lệnh for và chạy tiếp theo lệnh for. Như vậy là lệnh là nó dừng dừng ngay, dừng toàn bộ. Dừng toàn bộ lệnh for. Còn cái này là quay lại vòng lặp. Quay lại vòng lặp. Tiếp theo. Chúng ta chú ý hai lệnh này nhé, hai lệnh là break, đây là hai từ khóa rất quan trọng, quan trọng. Bây chúng ta làm ví dụ cho cái từ khóa này nhé. Đây. Bây giờ nhé, vậy là lấy ví dụ nhé. Bây giờ tôi cái ví dụ của đèn led này nhiều lắm, nhưng mà tôi làm mà cho một cái là break thôi, đúng không? Còn cái continue thì lát nữa tôi sẽ quay lại, tôi sẽ quay lại nhiều, chúng ta còn làm rất nhiều bài tập khác mà dùng đến hai cái từ khóa này. Tôi lấy ví dụ nhé, ví dụ tôi giả sử cho n bất kỳ này, đúng không? Bây giờ đầu bài là gì? Đầu bài là cần tìm một cái cho n là một cái cho n là một cái năm bất kỳ, n là một cái năm bất kỳ, đúng không nào? N là một cái năm bất kỳ, cái từ tính này nào nhé, một cái năm bất kỳ,
2.200 như thế này, và tôi sẽ tìm cái năm nhuận mà năm cái năm mà nhuận mà đầu tiên sát với năm n, không phải là n, cái năm mà sát với n nhất là năm nhuận. Tức là gì? Tôi sẽ phải là như sau, tôi sẽ phải là làm vọc for lùi từ n trở về một và thấy một cái vị trí và nó là năm nhuận, lập tức là dừng chương trình và in ra cái số đó. Giả sử n là 2.200 đi, giả sử như vậy nhé, thì tôi cần tìm cái năm mà sát với năm n nhất là năm nhuận thì làm như sau. Đây, tôi làm như sau, làm for k in, bắt đầu từ n trừ một đúng không? Đó là về đến không, được cái về đến không, đúng không? Sau đó là trừ một như thế này, trừ một. Tôi kiểm tra xem là k này có phải là năm nhuận hay không. Thì chúng ta chú ý cái năm nhuận là cái năm như này, và nhớ lại cái năm nhuận giữ là nhuận đi, và ra kiểm tra năm hoặc là k chia hết cho 400, k chia hết 400. Và k đồng thời chia hết cho chia cho 4 và không chia cho 100. K đồng thời là chia hết cho 4. Đồng thời n k không chia hết cho 1. Đây, không chia hết cho 1. Không. Đó. Đặt lâm nhận là cái năm như vậy, đặt biến lợi nhuận thì đến nhuận là chu, thì k là gì, k là thì k là nhuận, còn nếu không thì là nhuận bằng forms thì k không phải là nhuận. Đặt như vậy nhé. Rồi tôi kiểm tra nếu if nhuận thì in ra in lâm nhuận này. Năm nhuận là năm bị ra số ca đó, đúng không? In ra số ca đó và là break cái vòng là for này, mà cái chữ break này là có nghĩa. Còn nếu mà nhuận mà ca không phải là nhuận thì lại là nó không chạy, nó bỏ qua, nó còn lại là lại làm này, đây, cái enter này, đây, nhận là 2.196. Làm cái trên màn hình thôi. Tôi có thể viết ra những trình nhập và thành gì cũng được. Bây giờ tôi viết ở đây trên màn hình cho nó dễ. Nhưng mà chúng ta hiểu cái lệnh break là như vậy nhé. Là khi gặp lệnh break là nó sẽ dừng lại. Là nó sẽ dừng lại. Dừng toàn bộ cái. Thì mà cái năm cái lệnh mà lệnh break rất hay dùng khi mà chúng ta phải tìm kiếm cái gì đó nhé. Rồi, thì đó là cái lệnh if đi liền với cái lệnh range, cái hàm range. Nhắc lại cái hàm range, nó là một cái hàm trong Python và nó cái hàm này nó trả lại giá trị là một dãy các cái số nguyên, bắt đầu từ vị trí đầu tiên, cái biến số đầu, cái tham số đầu tiên là tham số start, bắt đầu là tham số start và từng bước là step không có thì nó chỉ là một. Có step thì nó ghi là bao nhiêu đó, còn không có sau số step mà không có thì nó là một và kết thúc bằng stop. Start cũng có thể không có thì nó coi là không. Như vậy là cái hàm range này là cái hàm mà nó có rất nhiều các cái trạng thái. Đây này, như thế này là chỉ toàn là start bằng không, còn để như này là ta mô tả chính là start, nhưng mà cái step thì bằng một này, step bằng một, còn như này là cái cả start này, stop và step. Stop, step. Như vậy trong cái hàm range này thì cái tham số stop là bắt buộc phải có, tham số start là có thể có hoặc không, tham số step có thể có hoặc không, tham số start nếu không có thì nó là không, tham số step nếu không có thì nó là một. Như vậy trong Python rất hay có những cái rất hay có những cái điều như vậy, chúng ta chú ý rất hay có những cái range này.
lên nhé, start nhé, stop, step, stop là bắt buộc phải có, luôn 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 phải có, bắt buộc có. Thì start là không bắt buộc, không bắt buộc. Thì nếu không có thì nó là không, nhưng mà ta dùng từ là mặc định, mặc định bằng không. Thăm step này cũng vậy, không bắt buộc, không bắt buộc và mặc định, mặc định bằng một. Vậy nên chúng ta mà không, chúng ta bỏ qua không, không ghi start thì nó là không, còn ghi vào cũng được, còn ghi vào với cái nghĩa, nghĩa là một số khác không thì cũng được, không sao nhé. Đó, chú ý là nếu mà chúng ta mô tả một cái range như thế này, range ví dụ như là một cái range như vậy, như là một 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 một, thì cái range một này là gì, nó chỉ là bao nhiêu, nó chỉ là rỗng, vì nó không thể làm là bắt đầu từ một mà lại dừng ở trước một được, cho nên cái range này là rỗng, là rỗng nhé. Bây giờ tôi có thể kiểm tra ngay là rỗng là như thế này. Để kiểm tra rỗng tôi làm như sau này, rất là hay. Thế ở trong hôm trước tôi nói rồi là cũng chúng ta học về cái đối tượng là logic ấy. Logic đúng không, là đối tượng mà nó chỉ có hai cái nó có hai giá trị là true và false thôi, và nó có cái hàm bool. Hàm bool nên là thầy cái ơi, hàm mà nó thế. Thầy ơi, thầy cho em hỏi một tí được không ạ? Hỏi đi, bạn cứ hỏi nhé. Vâng, thầy ơi, thầy cho em hỏi lại ở cái bài mà năm nhuận này thầy, ở cái if này ạ, thì em tưởng là sau if là một điều kiện, thì chỗ này em vẫn chưa hiểu ạ. Chỗ này, vâng. Đúng rồi, sau if là một điều kiện, nhưng mà nhuận đây này, nhuận là mô tả, cái đây là biểu thức logic này. Vâng. Cho nên là nhuận khi tôi gán này thì nhuận là một số dịch, nhuận là một cái, nhuận là một cái, là một cái giá trị, là một cái biến mà chỉ giá trị đúng và sai thôi, thì điều kiện chính là biểu thức logic, chính là biểu thức logic, em có hiểu không? Vâng, đúng không nào? Vâng ạ. Khi mà tôi viết là b bằng một hai như này thì b là một biểu thức logic, đúng không nào? Và b chỉ dẫn chị là đúng và sai thôi, đúng nào? Thì cái b này chính là những điều kiện, tôi có thể viết là ít b này được, ít b là được, là không sao cả. Như vậy là cái lệnh mà là ít thì là điều kiện, điều kiện này này, hai chấm này, cái điều kiện này là nó chỉ là hoặc là một mệnh đề logic, một biểu thức logic, hoặc là một phép so sánh, hoặc đơn giản vâng, em hiểu. Là một cái biến mà có kiểu là bool, được chưa? Đấy, các bạn có hiểu không nhé? Khi tôi biết là b như này nhé, đây là khi tôi biết là b bằng bằng một lớn hơn hai như thế này nhé, b nhận giá trị là b nhận giá trị là for, hay là tôi có thể kiểm tra kiểu của nó, hai cái b lên thì nó là bool. Đấy, tôi nói rồi là logic cũng là một cái kiểu dữ liệu đơn giản cơ bản của Python nhé. Ở trong Python chúng ta chú ý lại là chúng ta có những cái kiểu dữ liệu đơn giản là như thế này, các kiểu dữ liệu đơn giản của Python. Mà chúng ta phải dạy cho học sinh đấy, một là kiểu in, chúng ta biết rồi, kiểu in là kiểu số nguyên, đúng không? Khi tôi gắn cái số, một kiểu số nguyên. Hai là kiểu số thực, số thực số nên dấu phẩy động, đúng không? Đây là số thực, số thực. Ba là kiểu string, là kiểu sâu, là kiểu sâu. Và bốn là kiểu logic, là kiểu bool.
là kiểu logic, mọi người logic. Đây, nó có bốn cái kiểu dữ liệu rất là cơ bản. Thì trong cái sự này thì kiểu logic là nhiều người có thể hay nhầm lẫn với những cái hơi hơi phức tạp một chút. Thế là nó kiểu kiểu bool là nó rất giản, được kiểu bool chỉ có hai giá trị thôi. Kiểu số nguyên này rất nhiều, số nguyên là trừ vô cùng với cộng vô cùng nó nhiều lắm, đúng không? Kiểu số thực là càng nhiều nữa. Kiểu sau này là rất nhiều giá trị khác nhau, nhưng kiểu logic này chỉ có hai thôi, là true và false, chỉ có hai giá trị thôi. Đó. Tuy nhiên là nó có cái nó có một là nó có cái phép so sánh, cái phép so sánh số và cả sâu nữa. Ví dụ như là a so sánh với b chẳng hạn, thì khi viết là m bằng a nhỏ hơn b này thì đây chỉ là một cái logic thôi, thì m là chỉ là một cái biến dữ liệu, là biến thuộc kiểu bool, thuộc kiểu bool. Khi thì viết là b bằng 1 lớn hơn 2, hay là thì viết là c bằng 1 lớn hơn 2 n 2 nhỏ hơn 3. Vậy thế này thì là đúng không nào? Thì bản thân cái này nó là logic này, cái này nó là logic này, và cái chữ n này là cái phép toán, vì cái phép cái bool này là nó hỗ trợ ba toán tử n, toán tử o và toán tử not. Not. Đấy. Được chưa? Cái này là học rất nhiều rồi. Và trong đời sống cũng học rất nhiều rồi, chúng ta cũng biết rồi. À, thì được chưa? Mọi người đã hiểu chưa chỗ này chưa? Nhé, thì rồi thì tôi nói sang tiếp theo là tôi nói sang cái lệnh lập thứ hai là lập OI, là cũng rất đơn giản. Tức là cái mô tả hai cái lệnh lập chính của Python đều rất đơn giản. Lệnh lập một là lệnh lập for, hai lệnh lập OR. Nó giống hệt như là đối với Pascal và C. Chứ nhưng tất cả những ai mà đã biết lập trình C và Pascal, C và Pascal rồi thì chuyển sang cái for, chuyển sang Python cũng rất là dễ. Lệnh lập OR. OR, nhưng OR là một từ khóa. Thế đây lệnh lập mà nó có điều kiện dừng, nó dừng khi nào, dừng khi mà có điều kiện nào đó. Thì làm như sau nhé, là cú pháp của nó là while, sau while là một cái điều kiện, là một cái biểu thức logic điều kiện, và hai chấm xuống dòng và thụt vào các lệnh. Vậy lệnh này làm như sau, nó kiểm tra điều kiện, nếu mà đúng thì thiện cái lệnh này, thì xong nó quay lại là thì là thiện là kiểm tra điều kiện, cứ như vậy nó sẽ kiểm tra liên tục, khi nào điều kiện là sai thì nó không chạy nữa, thì ta xử lý lại. Nhưng cái lệnh này sẽ lặp liên tục cho đến khi nào mà điều kiện này là bằng false thì nó dừng lại. Như vậy đây là lệnh lặp là có điều kiện. Đấy. Có điều kiện dừng. Mình không biết trước được cái số lần lặp là bao nhiêu, không biết trước được nhé, và là chúng ta có lệnh ngoài như vậy nhé. Đây thì bây giờ tôi làm thử một số cái bài tập mà liên quan đến lệnh lặp ngoài nhé. Như vậy chúng ta kết hợp giữa while và for là chúng ta có thể làm rất nhiều bài tập khác nhau, rất nhiều bài tập hay mà đơn giản dành cho học sinh. Nên bây giờ tôi sẽ thực hiện ví dụ cho lệnh lặp OI nhé. Đây, chúng ta có thể làm cái này, tôi cho n bằng 10 chẳng hạn, và tôi OI làm n còn lớn hơn không thì là print cái n này ra, mà print sau đó là cho n giảm đi này, như vậy là nó sẽ lặp bao nhiêu lần, lặp đúng n lần thì dừng lại, sẽ in ra n, do n giảm đến 9 liên tục cho đến khi nào mà n mà không thì dừng lại. Đấy, enter này, nên in ra nhé là 10 này, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thì mỗi lần lặp như vậy là đây là hai lệnh lặp đây, và mỗi lần như vậy là n giảm đi 1, và nó lặp lại nhân thực hiện khi nào trừ làm n mà lớn không thì còn thực hiện, nên n bằng không thì dừng lại, như vậy chạy đến tận n bằng 1 thì nó dừng lại. À, được chưa? Thì cái
Chúng ta chú ý nếu chúng ta mà thực được, nếu mà chúng ta muốn để lệnh cần để hình như thế này, nó sẽ chạy mãi lệnh này này. Cho để như này thì chúng ta sẽ tạo ra cái vòng lặp là vô hạn và chương trình sẽ bị lỗi ngay, tức là thử một cái bài lỗi nhé. Lệnh while là chú ý là nó sẽ chạy cho đến khi nào mà điều kiện nó bằng for dừng lại. Còn nếu chúng ta để điều kiện luôn bằng true thì nó sẽ chạy mãi mãi chỉ vĩnh viễn. Và như vậy chương trình sẽ bị lỗi. Đây ta làm thử cho bạn xem nhé. Đây. Ta sửa cho n bằng 0 này. Đó là while làm lệnh lỗi này. True này. Đúng không nào? In n và y chưa bằng hàng ngang cho nên dễ. N bằng cách này mà n lên một, lên một đơn vị. Như vậy tôi cứ in ra 1, 2, 3, 4, 5 không trở lên. Nhưng mà vòng lặp của tôi là vòng lặp, tôi là vòng lặp là true, vòng lặp này sẽ vô hạn. Trên chương trình này sẽ in ra dãy số tự nhiên từ không trở đi và không bao giờ dừng. Chúng ta ngồi đợi đến sáng năm, ngồi đến đêm ngày mai nó không dừng. Chạy thử nhé. Đây là mình làm vô hạn. Là vô hạn vì ra vì sao, vì chúng ta có vòng lặp lệnh while. Lệnh while là điều kiện, cái đây chúng ta là true, nó không bao giờ nó false cả, cho nên là nó luôn chạy. Chúng ta thử nhé, đây là lệnh là chạy trên màn hình, chạy liên tục trừ khi chúng ta can thiệp. Đây chúng ta enter này và nhưng mà đi ra mãi mãi luôn. Chúng ta biết rằng là hồi trước tôi nói rồi là trong Python không hạn chế cái số nguyên. Số nguyên của Python là nó lớn vô hạn. Khi nào hết rồi nhớ thì thôi. Cho nên là chúng ta cứ yên tâm và cứ ngồi đến sáng mai nó không hết. Đấy. In ra ít cầm sau nó càng chậm lại thôi. Đó. Vì có lệnh chúng ta dừng lại. Chúng ta bấm lệnh Ctrl C nó sẽ dừng lại. C là cái lệnh là interrupt từ bàn phím chúng ta cho nó dừng lại. Đấy. Như vậy chúng ta vừa mới thiện cái lệnh là đây, lệnh lập mở vô hạn. Lệnh lập vô hạn như này. Được chưa? Đây. Thì cái lệnh như vậy, lệnh while và lệnh for là những lệnh rất là cơ bản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập nhé, một số bài tập nha. Tôi sẽ làm ở trên đâu? Tôi sẽ làm ở trên chương trình nhé. Làm trên chương trình chúng ta có cái hay hoặc là sao trên này cũng được. Với những bài tập đơn giản chúng ta làm ngay trên màn hình tương tác cũng được. Còn những bài tập khó hơn chúng ta sẽ làm ở trên chương trình cho nó hay nhé. Không, tôi đọc cái chương trình đi nhé. Làm cái này nhé. Đây. Mình sẽ làm một số bài tập nha. Đây. Bài tập 1 này. Bây giờ bài tập 1 là tôi nhập số N từ bàn phím nha. Và sau đó là kiểm tra N là nguyên tố hay không nhé. Nếu đưa lại nguyên tố, tôi sẽ thông báo cho mình là nguyên tố. Còn nếu không thì tôi sẽ thông báo đó là nó là hợp số nhé. Trước chúng ta làm lại bài này với cách làm có thể khác hơn một chút, hay một chút nhé. Thì đầu tiên chúng ta nhập từ bàn phím, chúng ta dùng lệnh này in. Input nhập số n. Đấy chưa? Chúng ta sẽ kiểm tra. Thì cách làm như sau, có nhiều cách làm, cứ chúng ta làm, ví dụ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ có thể cách làm là chúng ta đếm, làm chương trình đếm số ước số thực sự của n. Này thì là nếu mà ước số thực sự của n là gì? Ta làm thực sự n, nếu mà số thực sự n mà là 1 ấy thì n sẽ là nguyên tố, nhưng mà trừ ra trường lại n bằng 0 và vào và đợi đầu 1 nhé. Tôi làm cách bây giờ cái khác nhé, tôi làm cái khác như sau này. Tôi sẽ làm cái khác như sau là tôi sẽ cho n bằng, với n bằng 0 bằng 1 thì tôi không tính, với n bằng 0 bằng 1 tôi không tính, và tôi sẽ và tôi sẽ coi n là không là nguyên tố luôn. Nhưng mà tôi làm tính n bằng 2 trở lên thì làm như sau này. Cách làm tôi như sau,
tôi sẽ đây tôi làm luôn nhé, vì if này, if n 1 or n bằng 0 hoặc như này, hoặc là với n n mà nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì thông báo luôn, thông báo luôn là green không là nguyên tố, green n không là nguyên tố. Trường này đi nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ làm L thì làm như này, như sau nhé. Tôi mà làm như sau, cái làm như sau này, vì tôi thuật toán của tôi làm như sau nhé. Tôi đặt từ biến k bằng 2 nhé. Tôi tăng k lên, tăng k lên cho đến khi nào mà là cho đến khi nào mà n chia cho k thì dừng lại. Đấy. Thì nếu mà k mà bằng n thì là nguyên tố, còn nếu không thì không là nguyên tố. Vì chúng ta biết rằng thì cái số mà với mọi số nguyên tố với mọi số n thì cái ước số nhỏ nhất luôn là nguyên tố với n mà lớn bằng 2. Thì mọi cái ước số nhỏ nhất luôn là số nguyên tố, chúng ta làm như sau. Đây, bên k bằng 2 nhé. Làm sau y n mà chia cho k mà không bằng 0, tức là k không là ước của n, thì tôi tăng k lên lên một đơn vị. Như vậy là cái vòng lặp này nó sẽ dừng lại khi nào? Vòng lặp này nó dừng lại khi mà k là ước của n, tức là n chia cho k bằng 0 thì nó dừng lại. Thì nên nếu k bằng n thì là hoàn thành là nên thông báo ở đây. If k nhỏ hơn n thì thông báo green, green n là nguyên tố. Còn ở đây green n không là nguyên tố. Tôi làm cái bài đơn giản như vậy nhé. Tôi dùng cái vòng lặp y. Đấy, các bạn chú ý nhé. Để lấy là ít này, tức là để loại bỏ trường hợp n mà có thể nhập vào n bất kỳ mà nên là nhỏ hơn một, n nhập vào một số âm, số không, số một thì coi là không là nguyên tố luôn, cho định nghĩa. Còn n lớn bằng 2 trở lên thì tôi làm như sau. Tôi chỉ cần vòng lặp từ k cho k bằng 2 và lặp kiểm tra liên tục, tăng k lên một đơn vị, kiểm tra khi nào n chia cho k là dừng lại. Thì nếu n là nguyên tố thì nó thì nếu n là nguyên tố thì k nó phải bằng n, vì n không có số nào khác nữa mà. Còn nếu mà k mà nhỏ hơn n thì nó không không là nguyên tố. Để mình tôi ghi lên nhé. Hôm nay tôi ghi ra là cái bài, tôi lưu ở đây để nhớ lại. Chúng ta làm cái lớp này, hôm nay là cái buổi số 3. Tạo ra buổi 3. Cái bài là kiểm tra nguyên tố đúng không? Số nguyên tố. Để thử nhá. F5 này. Đây. Kiểm tra số nguyên tố này như là 101 các bạn. Là nguyên tố. Chạy lại nhé, F5 lại này. Nguyên nguyên tố sai rồi. Nguyên là nguyên tố. À nhầm, cái này chứ. Mình nhầm đấy. Bằng n thì là mới là mới là nguyên tố, còn nhỏ hơn n mới là không là nguyên tố. Làm vậy. Chúng ta mình nhầm nhé. Tức là từ k bằng 2 nếu k bằng n thì là mới là nguyên tố, đúng. Mình nhầm nhé các bạn nhé. Cái này là 97 chẳng hạn, 97. Là nguyên tố, đúng không? Tại mình nhầm ở chỗ này nhé, các bạn nhầm nhé. Tức là gì, tôi tìm k lệnh này là gì, là tìm cái số nguyên nhỏ nhất, số tự nhiên nhỏ nhất
mà là ước của n, thì nếu số đó mà là bằng n thì suy ra là n là nguyên tố. Còn nếu số đó nhỏ n thì n không phải là nguyên tố, mà tính từ k thì hai trở đi thì chỉ là cái này. Đấy. Được chưa? Thì bài này cũng là một cách nhé. Bây giờ bài này tôi tôi viết lại bài này dưới cái dạng cách thứ hai là tôi viết lại dưới dạng lệnh for nhé. Này bây giờ bài này tôi save as sang cái sang cách số 2 này mà tôi làm cách hai. Cách hai dùng tôi đang thêm một chút nữa ở trong Python thì để viết kia gọi là gì cái chú thích của chương trình thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta dùng dấu thăng thì sẽ mà bắt đầu chú thích từ vị trí dấu thăng cho đến cuối dòng dài bao nhiêu cũng được nha. Như đây cách thứ hai là chúng ta sẽ cách thứ hai là viết chúng ta có thể viết comment viết comment trên nhiều dòng. Thì cái hai là như sau, cái hai là như thế này, cái hai là chúng ta làm như sau, đỡ phải dùng vì chúng ta cần viết là cái comment mà chú thích mình trên trên trải nhiều dòng đấy, thì chúng ta dùng cùng cách này, cách hai là như này, những cách hai chúng ta dùng ba dấu này, ba dấu này, cái ví dụ như này, tính vậy là đây là cách chúng ta muốn có cái comment cái chú thích cho chương trình mà viết trên trên nhiều dòng chúng ta làm như này. Đây. Như này có hai cách nhé. Chúng ta đây. Thì cách này là cách này là không ghi không có trong sách giáo khoa đâu, nó thêm bên ngoài thôi. Như vậy là chúng ta có hai cách. Rồi, thì bây giờ tôi làm cách thứ hai này. Cách thứ hai làm như sau. Chúng ta dùng lệnh for ở vị trí này, vị trí này. For nhé. Đấy, thì như sau này. Vấn đề là tôi vẫn a chạy 2 đến n. Nếu mà n chia cho k mà bằng 0 thì dừng lại. For k in range 2 đến n cộng 1. Đấy. Thấy không nào? Là tôi cho k chạy từ 2 chạy n cộng 1 chạy từ 2 đến n đấy, đúng không nào? Và tôi kiểm tra if n nếu n là ước các ước rồi lập tức dừng lại ngay, tôi dùng lệnh break và đi làm công việc như đây cách làm. Vậy này vẫn lệnh là lệnh while thôi, nhưng mà dùng lệnh break để dừng lại ở đây nhé. Thì vẫn như vậy, thì như vậy ở đây cái lệnh này chẳng qua là tôi tìm cái số tự nhiên k nhỏ nhất mà là ước của n, thì nếu k bằng n thì nó là nguyên tố, còn k nhỏ hay n thì nó không là nguyên tố. Được chưa? Mà vẫn là bài này tôi dùng hai cách. Cách thứ nhất là tôi dùng lệnh while, cách thứ hai là dùng lệnh for nhé. Để chạy thử này. F5. Đó là không là nguyên tố, thì tôi chạy thử là một khác nhé. Ba là ba vẫn không là nguyên tố. Lát nữa chúng ta sẽ làm bài tập là chúng ta sẽ phân tích tung ra thực số nguyên tố luôn thì nó dễ hiểu hơn. Bây giờ chúng ta cứ làm này đã. 17 là 97 nha. Nguyên tố. Được rồi, bây giờ tôi sẽ làm cùng các bạn chúng ta làm cái bài tập khó một chút nhé. Là như này, bây giờ chúng ta cho trước bài tập cho số n hay nhập toàn phí đấy, số n nhé. Như này phải lớn 0 này, lớn 1, lớn 0 lớn 1 nhé. Sau đó chúng ta sẽ phải gì? Lớn 2, được lớn bằng 2. Sau đó chúng ta cần phân n ra thừa số nguyên tố. Thank you.
Nhìn mặt này nhé. Bây giờ ví dụ như là n bằng bằng 10 thì tôi đầu ra của tôi in ra thì tôi phải in ra là gì? In ra là n bằng 2 nhân 5, in ra là 2 5 thôi, in ra là 2 5. Còn n là tích của hai số là 2 và 5. N bằng bằng 25 thì in ra là 5 5. Đúng không? Đấy. Được chưa? Thì tôi in ra. Rồi, thì bây giờ tôi làm bài tập này nhé. Cách làm là như sau. Đây, bây giờ tôi làm bài tiếp theo. Tôi lưu cái chương trình này. Và tôi làm bài là tìm khai triển. Tìm khai triển. Số tự nhiên em làm ra cái nguyên tố. Đầu vào là n, n bằng 100, đầu ra phần đầu ra nó sẽ bằng là 2 nhân 2 là 4, đúng không? 2 50 chia cho 2 là 2 25 5 nên ra là 2255. Được chưa? In ra tích các thử số nguyên tố có thể bằng nhau. In ra như này. Đấy. Comment này. Comment mà tôi muốn rất là nhiều dòng thì tôi làm như này. Thường là để như này cho đẹp này. Được chưa? Rồi, bây giờ làm thử nhé. Cách làm của chúng ta cái bài này về cách làm mà chúng ta bắt chước cái bài này. Bắt chước cái bài lúc nãy kìa, bắt chước cái bài số 1 kìa. Ra số nguyên tố. Bắt chước cái bài bài này này. Đấy, chước cái bài này. Lấy tính của bài này. Bài này tôi ghi ra, bài này là khai triển. Số nguyên tố. Bài này là cái bài tôi đang làm trên bài này là bài khóa trong cuốn sách giáo khoa lớp 10. Hoàn sách giáo khoa tin 10 bộ kết nối tri thức em làm qua cái bài này trong phần ôn tập cái phần cuối của chương trình mình vừa làm ngay bây ở gần đỡ đây thôi nhé. Như sau nhé, tức là như làm cái bài đơn giản như sau này. Đầu vào là n bất kỳ này, tôi sẽ như sau này. Tôi suy từ cái chất gì là cái với ngoại số n thì cái số tự nhiên nhỏ nhất là ước của n là nguyên tố. Đó. Khi đó tôi làm như sau, tôi tìm ra cái số nhỏ nhất mà làm là ước của n. Sau đó tôi in lên màn hình, mà tôi giảm tôi chia cho n đi, tôi giảm n chia k. Sau đó tìm tiếp cứ như vậy cho đến khi nào mà n bằng không thì thôi, hay n bằng một thì thôi. Đấy. Cái làm rất đơn giản như vậy thôi. Làm thử nhất này, n này bằng này in này. Input này nhập cái bàn phím nhé, nhập số n như đây mà n là phải lớn hơn là nếu n bằng 1 thì là tôi không in ra, n bằng 2 thì tôi in ra, n bằng 1 tôi cũng không in ra nhé. Vậy tôi làm như sau này, if n mà lớn hơn 1 mới làm. Không thì thôi. Nhỏ hơn 1 thì thôi. Yeah. Nên mình lớn 1 rồi bây giờ tôi mới làm. Thì nên là lớn 1 tôi mới phát triển ra được. Còn n1 thì coi như bằng 1 tôi không tính. Yeah. N nhỏ hơn 0 tôi không tính nữa. Rồi với n lớn 1 tôi làm như sau này. Và các bạn chú ý nhé là cái làm như này nhé. Là tôi làm như sau. Tôi đặt k bằng 2. Bằng 2. Cái này nhỏ lắm thì được, tôi làm y n lớn 1 thì tôi còn làm. Đấy. Tôi với mỗi n như vậy tôi tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà là ước của n. Tính từ 2 đi. K bằng 2
là một ngoặc nữa, y y mà n mà chia cho k mà không bằng không, nên là y k không phải là ước của n thì nó tăng k lên một đơn vị. Đấy. Góc lệch y này, góc lệch y này thì n chia cho k và k chính là số, là số nguyên tố đầu tiên, là số nguyên tố của n, và tôi prime k ra. Prime một hàng ngang. Mặc cái đó tôi chia cho n, n bằng n chia cho k đi. Được chưa? Đó. Đây là cái đoạn hình trình rất là giản này đấy nhé. Tôi chạy thử xem đúng không nhé. À, tôi là F5 này. F5 đây, n tôi để 100 nhé. Nó đi ra là 2255 đúng không nào? Bây giờ để cho muốn tôi dòng một chữ là n bằng thì tôi làm như sau này. Nhập n if và thì tôi làm thêm lại nữa là print n bằng n. Thì thử nhé, n bằng 100 này, n bằng 2255, tôi không biết dấu nhân nữa, tức là để cho n cho bằng 1, 1 lên 1 nhân lên 901, okay. Nó khá nhanh. Đấy. Các bạn có hiểu cái này không nào? Cái này chương trình này hơi khó một chút đấy. Nên chúng ta để một chút nữa chúng ta hoàn toàn có thể làm cho tốt hơn chương trình này. Ở đây là, ở đây chúng ta mỗi lần chúng ta mà đây nhé, mỗi lần chúng ta chia n bằng n chia k, chúng ta quay lại chúng ta đặt lại k bằng 2. Đó thì cái đó là cái mà nó hơi bị chậm, nó hơi bị kêu là ta in là ta chạy từ k từ hai nó ấy quá, nó mất thời gian quá, thì lần chúng ta quay lại chúng ta sẽ kiểm tra một chút thôi, chúng ta tăng k lên thì hay hơn nhiều. Đây là cách, này là cách không hay lắm nhé. Bây giờ bài tập các bạn về nhà, các bạn làm tốt hơn một chút nữa là như sau. Chúng ta không cần một lần quay lại ở đây này, quay lại đây chúng ta là phải mất công lại đặt lại k bằng 2. Chúng ta và phải làm mà sau khi in k ra đó, in k ra này, chúng ta tính tiếp từ k trở đi thì hơn đấy. Chứ không không nên là đặt k bằng 2 ở chỗ này đấy. Chứ các bạn hiểu thì chúng ta sửa như sau nhé, nó sửa là thì hay hơn này. Đây chúng ta sửa như thế này. Chúng ta đặt đây là k bằng 2 ở trên này. Đây chúng ta bỏ đi cái này đi, không còn làm nữa. Mình lặp lại, chúng ta lại kiểm tra lại từ k và chỉ tăng k khi mà n chết cho k là không chết cho k này. Còn k trên này ta để k bằng 2 làm lần thôi, thì như vậy chúng ta đỡ mất công kiểm tra lại nhiều lần cái chỗ này. Đây. Chúng ta sửa chút thôi thì cái này hay ăn nhiều lần kiểm tra đúng không hay sai nhé. Là 100 này, vẫn là 2255 này, kiểm tra là 1000 nhé, 9 này thì nó là 3311, chính xác là 1000, nó là 22255. Chúng ta sửa một chút thôi, ta cho k lên bằng 2 ở trên này thì nó sẽ kiểm tra ít hơn, lệnh kiểm tra của lọc hoa ít hơn và nhìn nhanh hơn. Đó. Thì đây là một chương trình nhỉ? Chúng ta dùng lệnh y nhé. Các bạn có hiểu không nhỉ? Các bạn có hiểu chỗ này không? Hơi khó, phần này hơi khó một chút nhé. Rồi thì bây giờ tôi làm một cái bài tập nữa nhé. Để chúng ta hôm nay chúng ta luyện một chút những cái bài tập liên quan đến y và if nhé.
mở tập nữa. Bây giờ như sau này, tôi sẽ làm một chương trình, tôi sẽ nhập vào số N và tôi in ra các số nguyên tố nhỏ lên nào, nhập vào cái đây các bài tập như sau. Tôi như sau này, nhập số N và in ra số nguyên tố nhỏ hơn bằng N. Đồ bảng tục của đồ bảng tôi là như vậy nhé. Nên chúng ta sẽ phải dùng cái hàm này thôi. Cái hàm này là kiểm tra này. Hàm này kiểm tra này. Thôi chúng ta sẽ in ra thôi. Tôi vòng vòng lọc for từ 2 cho đến N. Và tôi sẽ kiểm tra. Dùng lại kiểm tra cái này nhé. Đây. Bài này là cái bài ra là cái bài này gì? Là in ra các số nguyên tố nhé. Đây n là toàn khí này, n bằng input này, nhập số tự nhiên nhân n. Đấy. Như sau, tôi dùng lệnh for m đi, for m in range 2 chữ đi, 2 đến n cộng 1. Và tôi kiểm tra, nếu m là nguyên tố, tôi sẽ in ra m không thì thôi. Đấy. Mày hơi bất kỳ nhất. Thì với n m nguyên tố, tôi sẽ cần copy cái này ra này, đây này. Đây là cái chỗ kiểm tra này. Đấy nhé. Tôi có thể copy cái này sang. Copy cái này. Đấy. Break. Đây nhé. Cái for này. Đấy. Bên trang nhưng ở bên kia là CM. Đây. For k in range 2 đến M. M chúng này là N nhé. M cộng 1, đó, M cộng 1. Đây, for đây. If N. Thôi, cũng như cái này tôi hay for, hay là tôi dùng một, đi dùng cái oai, là oai là cái này. Đây. Không phải cái này. Cái này đúng không? Cái này hay hơn này. Đây. Dùng cái này hay hơn nhé. Đây, in ra cái này. Như vậy là trong for là có y bằng 2 này, y m này, chạy được là m này. Các bạn nhìn nhé. Đấy. Y k m mà chia cho k khác không thì tăng k lên một đơn vị nhé. Đấy ra. Đấy. Mà k mà bằng với m thì đó là m là chỉ là nguyên tố m ra ngoài m n đây đi nhé. Nhắc lại này, vậy là từ bàn phím này tôi cho m chạy từ 2 chỉ đi đến n đến n. Và cái đoạn chương trình này là kiểm tra xem là m là nguyên tố hay không, bằng cách tôi cho chạy từ k bằng 2 và lần lượt chạy và tìm ra cái cho k tăng lên một đơn vị cho đến khi nào mà k là ước của m thì dừng lại. Thì nếu k bằng m thì m là nguyên tố thì in ra, không thì thôi. Tôi lại quay lại đây nhé. Nhưng mà cái bài này ta đã làm F5 này nhé. Đây, tôi cho là 100 đi. Nó cứ in ra này. Nó là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 này. Rất là nhanh, thấy không nào? À. Như vậy đây là một cái bài mà kết hợp giữa for và while. Giữa for và while. Được chưa?
Thì chúng ta có thể dùng những cái lệnh break continue. À, tôi chưa dùng một cái ví dụ nào continue nhỉ. À. Chúng ta sẽ tìm tầm 6 nhé. Được rồi, nhưng mà tới đây là tôi vừa mới nói để cho các bạn hình dung được hai cái lệnh lọc chính của Python là for và while. Chúng đều là dễ hiểu cả, không có gì khó. Vì tôi dành thời gian còn lại hôm nay tôi sẽ mở rộng ra một chút, tôi nói thêm một chút về cái kiểu thức logic ở trong cái kiểu bool ở trong Python, và tôi nói thêm một chút về các cái đối tượng khác của Python nhé, tức là mở rộng một chút. Mỗi hôm tôi sẽ nói cái phần chính, phần lõi chính, phần cái phần chính mà có trong sách giáo khoa, và tôi sẽ nói thêm ra ngoài một chút để chúng ta hình dung nhé. Rồi, thì như này nhé, ở trong Python như này này, chúng ta nhớ lại một chút là nó có cái chúng ta đã biết rồi là từ hôm trước đúng không, là ở trong Python thì nó có những cái kiểu dữ liệu cơ bản là in là số nguyên, float là số thực, và str là số nguyên là sâu nhé, và bool đã biết rồi, bool là kiểu logic. Thì bản thân những cái này, những cái in, float, str và bool, bản thân nó là đều là cái hàm cả, đều là những cái hàm cả. Thì cái hàm này là hàm là biến đổi sâu và số thực sang số nguyên, hàm này là hàm biến đổi, chúng ta đã biết rồi, biến đổi sâu và số thực sang nguyên. Cái hàm này là hàm mà biến đổi sâu và số nguyên sang số thực. Cái hàm này là biến đổi số sang sâu, được chưa? Còn cái hàm này là hàm biến đổi từ các kiểu khác, từ các kiểu dữ liệu khác sang bool. Đấy, cái hàm bool là như vậy. Tất cả những cái hàm như là hàm cái tên của tất cả những cái tên 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 của cục từ kiểu dữ liệu, nó đều là những cái hàm biến đổi dữ liệu hết. Thì cái hàm bool là cái hàm rất hay. Hàm bool là hàm biến đổi của tất cả các kiểu dữ liệu khác về chỉ về đúng hoặc là sai. Thì chúng ta hình dung như này nhé. Thì cái hàm bool là như thế nào? Đây, cái hàm bool rất là hay. Hàm bool là hàm như này, là hàm nó biến đổi mọi cái object như sau, nó sẽ bằng true nếu cái object này là nó khác rộng, nôm na là như vậy, nó khác rộng và khác không, và nó bằng false nếu những cái object này là bằng rỗng hoặc không. Cái rất quan trọng luôn. Chúng ta sẽ trong, nếu mà các bạn là học sâu hơn nữa thì cái này dùng rất nhiều nơi và mọi chỗ. Đây thì biết nhé, việc là bool này, bool của số là 12 chẳng hạn, như vậy là nó biến đổi số nguyên sang số nên là đúng không, nhưng mà bool mà của số không ấy luôn bằng font, bool của cái số tự bất kỳ a b c thế này bất kỳ đó là bool của cái sâu rộng, đây là sâu rộng nhất, thì nó gì, thì nó là font bool số thực không là số thực, nó cũng là bằng font. À, như thế này thì nó vẫn coi là cái không không, nó không gọi là không, nó vẫn là for, mà chỉ có chuyện đúng là nó chỉ có cái này,
Đúng, cái này thì nó là à, nó là for đuôi. Đúng, đúng, xin lỗi. Như vậy là không không nó vẫn là false đúng không, và không cũng là false, nhưng mà là số thực sâu rỗng này, số thực không này và số nguyên không thì nó là false đó. Thì như vậy là nó dẫn đến nó là false nếu mà cái đối tượng đó là nó là rỗng hoặc là không đó. Như vậy là chúng ta cho ta hiểu thêm một chất nữa của cái hàm bool nhé. Cái hàm bool là hàm rất là hay đấy, hàm rất là hay đấy. Bây giờ thêm một chút nữa về, nhắc lại một chút là ở trong Python thì mọi thứ đều là đều mọi mọi kiểu dữ liệu đều là đối tượng hết. Ở trong Python rất 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 đặc biệt đấy, đặc biệt là mọi thứ đều là đối tượng hết. Cho nên chúng ta chú ý cái chỗ này để chúng ta đây, quay lại như này nhé. Trong Python thì mọi cái dữ liệu, bất kỳ mọi cái dữ liệu đều là đối tượng hết, đều là đối tượng dữ liệu hết, là một cái object nào đó đúng không. Khi bạn viết là x thì bằng 10 như này, như 10 như này thì là máy nhân tạo ra một cái đối tượng là có giá trị là 10, và cái bạn nó kiểu là x gì. Nó là một cái đối tượng. Khi chúng ta dùng lệnh time, chúng ta time nó ra thì nó sẽ ra cái kiểu dữ liệu của nó là số nguyên chẳng hạn đó. Được chưa? Rồi, nhưng mà hồi trước nói rồi là ở trong Python chúng ta phân biệt hai cái khác nhau, chúng ta phân biệt hai cái khái niệm khác nhau Một là khái niệm là đối tượng dữ liệu nhé, một cái object nào đó của dữ liệu. Hai là khái niệm là giá trị của đối tượng, giá trị của dữ liệu, giá trị. Hai cái này là khác nhau. Một đối tượng có thể nó thay đổi được giá trị của mình. Đấy, cái này là khác hẳn so với Pascal và C. Trong Pascal và C thì một cái đối tượng là không, mà một cái đối tượng là nó không, nó gắn liền với khái niệm là value, nó không tách rời được, hẳn tách rời. Còn là trong Python nó tách biệt ra, khái niệm dữ liệu khác, khái niệm là value là khác nhé. Đây là value này. Đấy. Đó, và nó khác nhau. Và ở trong Python thì nó có hai cái toán tử, một toán tử là so sánh. Thì đây là so sánh dữ liệu, so sánh giá trị, so sánh value. Còn đây cái toán tử is là so sánh đối tượng. So sánh đối tượng. Thấy chưa? Anh được, quay lại cái này nhé. X bằng 10 chẳng hạn nhé. Value của x chỉ là 10, mà là time của x chỉ là 10. X chỉ là in y bằng 20 chẳng hạn, thì là time của y. Và ở trong Python thì nó có hai cái toán tử, một toán tử là kiểm tra là x chỉ bằng y hay không về giá trị. Đây thì thầy đánh nhé. Như vậy là số so sánh với nhau, sâu so sánh với nhau nhé. Và thứ hai là is là đối tượng x và đối tượng y là nó có giống nhau hay không. Đấy, hai là đối tượng. Thì đối với số nguyên, đối với các dữ liệu mà chúng ta vừa học, dữ liệu cơ bản ấy, số nguyên, số thực, sâu và bool, thì nếu mà x thì mà là bằng y về giá trị thì suy ra là x thì sẽ là y về đối tượng. Đây mình nói luôn nha. Đây. Nếu với tức là với các kiểu dữ liệu, cái này nó thêm nhé, các kiểu dữ liệu cơ bản. Với các kiểu dữ liệu cơ bản
In là một này, float là hai này, sinh là ba này, và bun là bốn nhé. Thì như sau, thì nếu mà là x thì bằng y thì kéo theo là x thì y gì y cũng bằng chun, và ngược lại cái này ngược lại hiển nhiên, nhưng mà x gì mà là y gì y bằng chun thì kéo theo là x thì bằng y. Thì cái điều này này là đúng ở trong đúng đúng ở trong Pascal và C. Vậy suy ra thì suy ra là với những kiểu dữ liệu cơ bản này thì có thể nôm na là Python đồng nhất với giống, ta có thể ta dễ hiểu nôm na là Python dễ hiểu hoàn toàn giống nhất, giống như là làm với Pascal và C. Cho nên là khi những người học bắt đầu học về Python thì chúng ta chỉ tập trung vào học là in, float, str và bool thôi, vì là nó giống hệt đối với Pascal và C. Bằng cái người đọc học ấy, ai mà hiểu hiểu rõ C và Pascal rồi thì dạy phần này rất là dễ hiểu, rất là ngon lành, không có gì lắm, không có gì là khó khăn cả, vì hai bên nó là đồng nhất. Đấy. Nhưng chú ý nhé, nhưng bắt đầu từ buổi hôm sau chúng ta bắt đầu học sang kiểu dữ liệu là list, tức là mảng đấy, thì nó khác đấy. Buổi sau chúng ta thấy là đối với kiểu mảng thì đối với AB là hai cái mảng, thì buổi hôm sau nhé, hôm sau chúng ta sẽ học là gì này, chúng ta sẽ học là nếu mà AB là cái mảng hay là nó là kiểu list ấy, thì A bằng B không không tương đương với là không hoàn toàn không tương đương với là A is B bằng true, hoàn toàn không. Cái này là cái đặc biệt khác với Pascal và C. Nhưng mà cái này là buổi sau, tôi nói trước như vậy thôi nhé. Như vậy là hôm nay là buổi thứ ba, chúng ta vẫn làm việc với cái kiểu dữ liệu là in, float, str và bool, thì mọi thứ đều rất là chuẩn, đều rất là gọn gà, đều giống như là Pascal và C. Và cái việc dạy cho học sinh về này là rất là đơn giản, không có gì cả. Nhưng bắt đầu từ buổi sau là bắt đầu nó khác. Nói thêm một chút nữa nhé, thì làm thế nào để có cách nào để có thể biết được cho hai câu hỏi đặt ra là cho trước hai cái biến bất kỳ x và y, x hai bên x y, thì làm thế nào để có thể cái nào tính nhanh được không, là biết được lần x lại là y của y hay không. Đấy, thì ngoài cái lệnh y này ra, chúng ta có thêm một cái lệnh nữa rất quan trọng là có cái một cái hàm rất quan trọng là cái hàm id, cái này cũng làm nó thêm nhé, id. Đây là cái gì? ID là cái địa chỉ ô nhớ chứa cái phần tử x. Đó. Và chúng ta thấy là gì? Ở trong Python ta nghĩ như sau này, là x is y bằng true khi mà chỉ khi có định nghĩa nhé. X và y là hai đối tượng mà như nhau. Khi chỉ khi là cái id của x bằng id của y, tức là khi mà y x y là nằm ở trong cùng một địa chỉ hỗn nhớ. Đấy. Chúng ta có cái hàm id nhé, hàm id, cái hàm rất quan trọng. Như vậy ở trong Python thì như thế này, hỗn nhớ nó đây nhé, đây là x y này, đây là x y, x y thì nó cho phép là x y bằng nhau, như vậy là x y trỏ vào đây, y trỏ vào đây. Cái điều này là hoàn toàn khác biệt với Pascal và C. Với Pascal và C thì không cho phép là trong Pascal và C thì x và y, x y là hai tên khác nhau, thì suy ra là x y vào đây không bao giờ được phép trùng nhau cả nhé. Ở trong Pascal và C là như sau này, là mỗi cái biến nhớ là chiếm một ô ở trong trong bộ nhớ, và hai cái biến nhớ khác nhau thì chiếm hai ô khác nhau ở trong bộ nhớ, không có chuyện là x y là trùng nhau trong bộ nhớ, không có chuyện đó. Như ở trong 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 Python vẫn là con trỏ, cho nên là x y có thể cùng trỏ vào một chỗ, thì trường x y cùng trỏ vào như thế này này, như thế này này, thì cái trường này thì suy ra là cái id của x bằng id của y, bạn thấy không nào?
Và như vậy là x is y nó sẽ bằng true. Cái này nó thêm nhé, thêm một chút. Như vậy là bắt đầu có sự khác biệt giữa cái bắt đầu tôi thấy càng học lên càng thấy là nó bắt đầu thấy cái sự khác biệt giữa cái Python và Pascal và C. Đây, XED ở đây nhé. Đây là ID này. Đây mình thử cho XED nhé. XED bằng 10 này. XED bằng 10 đi. 10 nhé. Thì ID này. ID của XED. Đây, đây là cái địa chỉ bộ nhớ mà chỉ của bộ nhớ mà chứa cái đối tượng Y. XED. Đây là ID. Đây là ID của Y đây nhé. ID của Y này. Nó bằng nhau nhé. Ở đây mặc dù là y bằng 10, ở đây là x với y là có giá trị bằng nhau, đúng không nào? Đồng thời x lại y với y lại là bằng true nữa. Là gì? Là x với y là hai cái em là hai con trỏ cùng trỏ vào địa chỉ ô nhớ nhé. Đấy. Cái điều này các bạn thấy điều này là nó cũng khác biệt so với Pascal. Pascal không có chuyện là x y là cùng một nhớ như này đâu. Khi thì viết là x bằng 10 y bằng 10 như này thì máy hiểu ngay là máy sẽ bảo là x là một chỗ khác và y là một chỗ khác. Vậy đây là cái chỗ khác biệt. Là chỗ khác biệt nhé. Vậy. Được rồi, chỗ này hơi khó hiểu một tí thì các bạn nào mà chưa hiểu lắm chỗ này chúng ta có thể bỏ qua đi một chút đi. Chúng ta sẽ để chúng ta sang chúng ta đợi bỡ ngỡ sang thì cái phần này chúng ta sẽ hiểu hơn ở phần sau nữa của chương trình nhé. Biệt nói thêm một chút nữa về cái đây nói chút nữa thêm một số những cái điều chúng ta chú ý nhé. Thứ nhất là tôi mô tả một số những cái hàng có sẵn của các hàng có sẵn của là chúng ta dùng lệnh này, chúng ta kiểm tra nhé, chúng ta dùng lệnh clear kiểm tra này. Đây. In gì như này. Đây là cái lệnh nhà. Đây là cái lệnh mà dir bin int là cái lệnh mà liệt kê ra tất cả những cái hàng có sẵn ở trong Python mà có sẵn. Thì đây bắt đầu từ đây này. Bắt đầu từ đây nhé. Này ABC này, đây, một cái ABC. Nhưng mà đây chính là cái hàng có sẵn này. Đó, chúng ta chú ý nhé. Thì nếu mà chúng ta mà hiểu hết những cái hàm này là chúng ta nắm rất chắc đối với nắm rất chắc Python rồi đấy, thì chúng ta sẽ trong chương trình này tôi sẽ đưa ra cho các bạn học khoảng là già nửa tất cả những hàm ở đây. Đây là một cái hàm này này. Đây là một cái hàm ở đây nhé. Đó, chúng ta biết rồi đây. Hàm chúng ta sẽ biết thêm những hàm tai chúng ta biết rồi đúng không? Hàm tai chúng ta biết rồi này. Hàm dir này, đó nhé. Những cái hàm như là hàm in này, đó, hàm in nhé, hàm input này, chúng ta biết rồi này, hàm id chúng ta biết rồi này, đúng không nào, đó, hàm id đây nhé, đó, rồi là hàm gì đấy nhỉ, hàm float, đây float đây, hàm float đây, đó, hàm str là hàm nào, hàm str là hàm này, đây, đâu nhỉ, đây str là hàm này, thấy chưa? Số hàm chúng ta đã biết rồi. Bây giờ tôi nói thêm một số hàm nữa nhỉ, ngay tại đây nhé, mà rất là hay nhé. Nếu các bạn mà thấy một cái hàm là lạ mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta dùng ngay cái help này để chúng ta mô tả kiểm tra cái hàm đó. Đây chúng ta dùng làm help mở ngoặc gõ tên cái hàm đó. Ví dụ tôi kiểm tra cái hàm là cái hàm mà hàm max. Max là cái hàm là nó tính maximum của n số. Có thể mô tả cái hàm max là hàm như này. Max. Đó, hàm max 1 2 3 4 này. Hàm max. Hàm min ngược lại 1 2 3 4. Min.
Một số hàm rất rất đơn giản khác. Ví dụ như là cái hàm này. Khi tôi mô tả x là một cái biến nhé, thì d của nó là cái id của nó là cái địa chỉ của cái bộ nhớ của cái phần tử x. Nhưng mà khi mà thực tế khi chúng ta mô tả bộ nhớ, chúng ta không mô tả bằng cái bằng số nguyên, chúng ta mô tả bằng bằng cái dạng là dạng hex nhé, số hexa, thì dùng cái hàm chuyển đổi id. Đây chính là cái địa chỉ của cái bộ ô nhớ của nhớ. Ở trong Python thì khi chúng ta viết là OXC thì nó sẽ làm hàm dạng hex nhé. Còn chúng ta viết là OB thì nó là số nhị phân này, x thì này a bằng OB này. Cái A nó sẽ thành cái này. Nghĩa là B bằng OX thì đó là các cái A, B, C, không, D, E, F. Nghĩa là XA. O. Cái XA này vì đây cái chữ O là phải số 0 cơ. B nhé là phải số 0 chỉ. Không b thì là không b thì sau đó thì là ta viết ra là số nhị phân, còn không x gì thì ta viết là b là con nào. Một vài cái điều chúng ta có thêm để cho chúng ta hình dung. Một cái hàm nữa mà cũng hay dùng khi mà chúng ta chưa học đến cái lệnh là nhập hai số cách nhau bởi dấu cách, thì chúng ta có thể dùng lệnh sau đây là cái lệnh là eval. Eval là cái lệnh như sau, là cái lệnh mà nó sẽ chuyển đổi một cái số sang số, mà cái số đó nó có thể nó chứa biểu thức hoặc là số đó nó chứa nhiều số. Đây đầu vào của nó là một số, nhưng số đó có thể là như này, đây là 12 với 45. Đây nó trả về, hàm eval là cái hàm rất hay. Hoặc là eval như này, bạn có thể làm như thế. Eval là một cái hàm như này, cái hàm như đầu vào của nó là 12,45, nó trả về hai số là 12 và 45, thành công nào? Nhưng mà chúng ta có thể làm như sau, chúng ta có thể với cái quy trình là nhập từ bàn phím hai số nhưng cách nhau bởi dấu cách, cách nhau bởi dấu phẩy, thì dùng hàm eval được. Đây, ví dụ như, sau này. Ví dụ như là a phẩy b bằng eval chúng ta input nhập hai số cách nhau bởi dấu phẩy. Đấy. Không dùng input mà dùng eval. Input thì nhập một số, còn eval nhập nhiều số, có thể là hai số hoặc là ba số. Nếu hai số thì để đây là AB thôi, AB như này nhé, em sẽ viết như này. Đây nhập hai số là 12.5,56. Đó là A này, 12.5 và B đấy nhỉ. Vậy là với những cái mà đầu những cái bài tập mà đơn giản phần đầu chương trình thì chúng ta có thể là dùng cái hàm eval để nhập trực tiếp nhiều số từ bàn phím nhé. Còn về sau này, trong về sau là chúng ta sẽ học cái lệnh là nhập nhiều số cách nhau bởi dấu cách thì là phần sau. Còn ở tại vị trí bây giờ chúng ta có thể dùng hàm eval để nhập các số cách nhau bởi dấu phẩy. Các bạn chú ý nhé. Được rồi, như vậy là tôi vừa mới nói chúng ta quay lại đây xong một số hàm nữa, chúng ta chú ý xong có hàm chúng ta cần chú ý ở đây không nhé. Hàm sum là tổng, cho được cái hàm sum là tổng, hàm range. Rồi tôi quay lại một chút về cái range nhé. Khi mà chúng ta đây là một cái nói thêm một chút nhé, vì chúng ta hay dùng hàm for i in range
10 như này, ví dụ như là cái câu từ 009 đấy, không? 009, đúng không? Ví dụ như vậy. Green y. Như này đúng không? Đấy. Là không được không linh kín. Nhưng mà cái range này này bản thân nó là một cái hàm độc lập. Và chúng ta biết rồi là trong trong Python thì mọi thứ đều là đối tượng hết. Vậy tức là làm như sau, tôi biết là với R bằng range thì đây là hay làm 10. Là có được không? Được. Khi tôi viết như này nhé thì bản thân giá trị của range nó trả lại là một cái biến R. Mà ai mà ra ai cái R ra R này chỉ là kiểu gì, nó chỉ là biến đấy, các bạn thấy này. Như vậy là bản thân cái range nó là một cái đối tượng của Python. Trong Python là tất cả mọi thứ cái tỉ 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 cái gì cũng là đối tượng hết, là đối tượng. Và khi đó thì R nó chính là cái range từ 0 đến 9. Và tôi có thể viết lại như sau, tôi có thể viết lại là for i in r, mọi thứ lạ không nào, in in i n đó, hết như vậy. Như vậy là đáng lẽ tôi viết là for i in range 10 thì tôi viết là for i in r, thấy không nào, hai chấm r là chính là cái range này, chính là cái range 10 này. Đấy, cho nên là cái lệnh for bây giờ nó rất là thoáng thoáng, chứ không phải là for nó luôn đi cứng cái range này đâu. Cái for là nó thoáng, nó đi với một đối tượng bất kỳ, cụ thể ở đây là đối tượng là r. Đấy, quan hệ nó rất đặc biệt không? Đây là cái chỗ mà rất là hay và rất là thoáng của Python. Khi chúng ta học nhiều đấy, làm bài tập nhiều, ta thấy nó rất là hay, cái này rất là hay. Thì cái này để sang đến cái buổi sau nữa thì chúng ta sẽ hiểu hơn nữa. Nhưng mà hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Tức gì, lệnh for nó không phải, cú pháp của nó không phải là for i in range, mà là tổng quát của nó là for i in của đối tượng bất kỳ. Thậm chí không phải là range, có thể là bất kỳ. Cho nên chúng ta có thể viết lại như này nhé. Như vậy cái lệnh for của chúng ta đấy, có thể là for này, i này, in một cái object bất kỳ, hai chấm, thậm chí là như này, cái này thì như vậy cái object này là cái gì thì chúng ta sẽ học sau nhé. Này này, có thể là range, nó có thể là các đối tượng khác nữa. Thế đó là buổi hôm sau, cụ thể là hôm sau chúng ta sẽ học là cái range, cái object này nó có thể là một cái mảng, nó có thể là một cái list, nhưng mà nhé. Yeah. Buổi sau là buổi học về mảng. Thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Các bạn có hiểu gì không? Có thấy có khó hiểu không? Phần này là phần tương đối dễ nhé. Chúng ta dừng ở đây nhé. Các bạn có hỏi hỏi gì không? Thầy ơi, cho em hỏi chút ạ. Ừ, đây này. Nếu như mà em muốn in các kết quả sát lại nhau bằng cái câu lệnh print thì in thế nào được ạ? Vì em thấy ở đây là nó mặc in giữa các kết quả in cách nhau bởi dấu cách. Bây giờ em lại muốn nó in sát thì thế nào ạ? In sát là như này thôi, sát nhau làm như này. Đây đây đây. Sát nhau thì quá đơn giản thôi. Chúng ta để đây đây, chúng ta nhé. Đây for này. In này. Đây này 10 đúng không? Nguyên sát nhau nhé, tôi lệnh dùng lệnh in này. Tức là i này. Tôi dùng là n. N bằng cái này. Cái này nó sát nhau. Để dấu cách thì nó cách ra, tôi để dây là nó sát nhau thôi. Được không nào? Vâng ạ. Là nếu lệnh print mà không cái n này thì nó sẽ xuống dòng. Sẽ xuống dòng. Có chữ n thì nó sẽ thay cái n bằng bằng số dòng và nó viết liền về bên cạnh. Thôi nó là em lại hỏi chút nữa ạ. Tôi hỏi trong trường
Em muốn in cái chữ là em thầy nhập theo em đi ạ. À? Thầy nhập A, A bằng 2 ạ. A bằng 2 đấy gì? Sau đó em muốn in kết quả A bằng 2 ra màn hình nhưng mà không cách nhau bởi dấu cách. Thì sẽ là print A bằng, Print. sâu A bằng, print sâu A bằng. Nhá, Sâu A đây bằng. này, A này, bằng này. Vâng, sau đó đến đến A đúng không ạ? A bằng luôn, sâu A bằng luôn đấy ạ. Em muốn in ra A bằng 2 ra màn hình. Hỏi cái gì đúng không? Em Đây, đúng là không? A bằng, em là trong cái sâu này xuất hiện chữ A luôn này thì Đây nó sẽ ra dấu. đây, A phải như này chứ, A bằng đúng không? Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. A bằng này đúng không? Có dấu cách không? Nó không có dấu cách và em cũng không muốn in ra dấu cách nhưng mà trong trường hợp này nó tự mặc định có dấu cách đúng không ạ? Làm bạn bây giờ thế này nhá, nếu như này nhá nó in a bằng và dấu cách là a là số 2 đúng không nào, đúng không? Đây này, a bằng Nhưng cách không thì trong em trường hợp em không có cách thì sao ạ? đây tìm nhá, bây giờ là pin là a này bằng này, muốn không có cách gì là như sau, là viết số 2 sau chúng ta thêm một tham số nữa, tham số này này, tham số này này, cái này cũng là tham số, là cái tham số này là tham số như sau. Lệnh lệnh pin có hai tham số, một tham số là tham số n là cái ký tự đặt ở cuối, ký tự đặt ở cuối cái lệnh print, còn cái xếp này là cái tự nằm ở giữa giữa các cái phần tử của in, giữa các phần tử của lệnh print nhé. Khi lệnh này thì là giữa a bằng và 2 là không không dấu cách nữa, đây là enter này không nào. Như vậy cái lệnh print ấy là nó có cái lệnh tiên nhá, là như này, tôi viết ra giấy cho các bạn, là như vậy. Đây là tôi mô tả các bạn cái cú pháp này, cú pháp nhé, cú pháp tổng quát, của lệnh print là như này nhé. Cái này là cái phần nó hơi nó nâng cao, tôi muốn nói là tổng quát là như này nhé, là lệnh print print này, sau đó là có thể là nhiều chữ V1 phẩy V2, in ra nhiều giá trị đúng không nào, in ra n giá trị được nhé. Sau đó là có hai tham số là không bắt buộc, một tham số là xếp bằng bằng một cái ký tự sẽ hạn nào đó đúng không, ký tự này là có thể là dấu cách, sau đó là n n bằng một ký tự khác sẽ hạn nào đó nữa, một nào đó nữa đấy. Thế thì cái này là cái gì, cái tham số này là chỉ ra gì, đây là cái ký tự mà in ra ở giữa các cái V1 V2 VN, còn cái ký tự này này, cái ký tự CH CH1 này là ký tự in ra ở cuối của lệnh print. Thì nếu mà không có cái này thì CH1 là cái ký tự mà để mô tả là xuống dòng, còn nếu chúng ta để là n bằng như thế này thì sẽ không xuống dòng nữa, mà in in ở phía cuối là nó in ra là cách dòng dấu cách, còn ở chỗ này này, ở cái chỗ CH này này, ở cái chỗ này này mặc định, mà nói mặc định là CH bằng bằng cái này, cho nên là giữa các giữa các phần tử cái một hai viên in ra là dấu cách. Còn đây chúng ta viết lại là như sau, chúng ta viết lại là xếp bằng như thế này đấy, với liền nhau như này thì giữa các phần tử này sẽ không có dấu cách nữa nhé. Đó, các bạn đã hiểu chưa? Thế đây là cái đây là đây chính là cú pháp tổng quát của lệnh print đó, là cái này nhé. Đó, Vâng, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn thầy. ông ta nghỉ ở đây nhá. Em chào thầy. Chào thầy ạ. Em chào thầy. Em chào thầy.